Nhiều mẹ hiểu lầm rằng phải sau sinh 3-4 ngày mình mới có sữa, vì vậy mà đã bỏ qua, bỏ lỡ mất 72 giờ vàng sữa non của con. Sữa non là một chất lỏng đặc, sánh, màu vàng trong, hình thành từ quý 2 của thai kỳ và được tiết ra khi mà em bé ngậm vú và bú mút. Cơ chế tiết sữa non phụ thuộc vào hai hormone chính là prolactin và oxytocin. Prolactin là hormone được tiết ra sau khi bong rau. Hormone này có vai trò kích thích việc tạo sữa. Oxytocin giúp kích thích các cái cơ trơn xung quanh nang sữa, đẩy sữa ra phía ngoài. Hormone này được tiết nhiều trong quá trình chuyển dạ. Đối với các mẹ sinh thường thì nồng độ oxytocin được tiết ra rất nhiều và các mẹ sau sinh sẽ thấy được sữa đã được đẩy ra đầu vú. Còn đối với các mẹ sinh mổ, quá trình chuyển dạ ngắn, thậm chí là sinh mổ chủ động, lượng oxytocin này rất là thấp. Nhiều mẹ lầm tưởng rằng mình không có sữa. Chính vì vậy, để cho não bộ được kích thích tiết oxytocin nhiều hơn thì các mẹ nên cho con ra kẻ ra càng sớm càng tốt. Đồng thời trong 72 giờ đầu các mẹ cũng nên cho con bú mút sớm và bú mút nhiều hơn để nhằm kích thích các cái rễ thần kinh ở hai bên bầu vú, kích thích não bộ tiết oxytocin và sữa sẽ về nhiều. Do cơ chế tiết sữa non phụ thuộc vào hormone, vì vậy mà tác động vật lý như nặn ép vú không giúp gì được cho các mẹ. Các mẹ sau khi nặn ép vú không thấy có sữa thì lo lắng, thất vọng và căng thẳng. Chính những cái tác động này sẽ khiến cho ức chế tiết oxytocin mà tiết adrenaline gây ức chế tiết sữa, sữa chậm về hơn. Lượng sữa non tiết ra trong ngày đầu của mẹ không làm vú mẹ cương lên. Chính vì thế mà nhiều mẹ hiểu lầm rằng mình chưa có sữa và bỏ lỡ 72 giờ vàng sữa non. Đừng chờ đến khi có sữa hay là chờ vài ngày sau sinh mới cho con bú mà bỏ lỡ đi những cái giọt sữa quý giá này. Sữa non được coi như một loại vaccine tự nhiên cho trẻ. Trong sữa non có rất nhiều các loại kháng thể immunoglobulin, các cái chất chống virus interferon, các cái tế bào bạch cầu, đại thực bào, đa nhân trung tính hay là lymphocyte. Các cái chất kháng thể và bạch cầu này giúp trẻ chống lại các bệnh tật, chống lại sự nhiễm khuẩn, các cái bệnh như ho gà, sởi, lao, uốn ván, tiêu chảy, vân vân khi mà trẻ được bú sớm và ngay sau sinh. Trong sữa non cũng chứa rất là nhiều các loại vitamin như là vitamin A, C, B2, B3, vitamin K, vân vân. Đặc biệt là vitamin A với hàm lượng rất là cao giúp trẻ ít nguy cơ bị các bệnh nhiễm khuẩn nặng hay là các bệnh khô mắt. Hàm lượng protein trong sữa non cũng cao gấp 10 lần so với lại sữa trưởng thành. Lactose trong sữa non cũng giúp cho trẻ tăng cường tiêu hóa và dễ hấp thu các chất. Trong video trước thì tôi cũng đã nhắc đến các cái thành phần chất tăng trưởng ở trong sữa mẹ. Đặc biệt ở trong sữa non hàm lượng này còn cao hơn nữa và giúp cho cái niêm mạc của ruột của trẻ được hoàn thiện. Đặc biệt là phát triển các hệ thống lông ruột và lông ruột cực nhỏ bao phủ toàn bộ niêm mạc ruột, giúp niêm mạc ruột hấp thu những cái chất tốt, đào thải những cái chất dư thừa, tránh nguy cơ béo phì cũng như là tiểu đường. Sữa non cũng có một tác dụng rất là tốt nữa là tác dụng nhuận tràng, giúp hệ thống ruột của trẻ bài tiết phân xu nhanh chóng, đào thải bilirubin dư thừa, ngăn chặn cái bệnh vàng da cũng như là cái bệnh mẫn cảm và dị ứng. Trong sữa non có một cái chất cũng rất là quan trọng nữa là ganglioxid. Chất này được biết đến như một cái chất béo mà giúp phát triển hệ thống trí não của trẻ. Thể tích dạ dày của trẻ ngày đầu sau sinh chỉ khoảng 5 đến 7 ml, tức là tương đương với một quả nho hoặc từ 1 đến 1,5 thìa cà phê. Rất là ít và phù hợp với lượng sữa non tiết ra ngày đầu của mẹ. Như các mẹ đã tìm hiểu thì đối với mỗi loại sữa công thức khác nhau thì mỗi cữ sữa pha có thể từ 30 đến 40 ml. Và khi ăn sữa công thức thì trẻ ăn quá mức so với cái sức chịu đựng của dạ dày. Hiện tượng này khiến cho trẻ dễ bị nôn chớ và sặc sữa. Như vậy, tôi đã trình bày xong các nội dung chính về sữa non để các mẹ hiểu. Nếu có bất kỳ các thắc mắc hay câu hỏi gì, vui lòng để lại, chúng tôi sẽ trả lời các mẹ trong thời gian sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!